Nước ngọt mà không lấy đá hả? Dạ uống nước ngọt không nha con. Sao sao vậy? Tại mẹ con không cho uống đá. Không cho uống đá hả? Uống đá tại sao mà không cho uống đá? Mẹ con nói uống đá sẽ dễ bị viêm họng. Nếu vậy hả? Nếu vậy vậy thì chú sẽ có món kem tuyết đá bào bingsu. Thì con từ chai nước ngọt con có thể làm ra kem tuyết ha. Và cũng như là nguyên bản của nước ngọt ha. À. Vậy là sẽ lấy trà bông ca để mà cảm giác luôn. Lạnh với miệng mấy lắm. Thấy vị nó làm sao khác với cái trà bồn cha? Ngon chứ. Dạ hả? Bồn cha có mực ong, từ nãy chú Hình giật xanh tư luôn á. Được, nếu con chấm được mấy điểm? 10 trên 10. Vậy hả? Rồi, tổng chi phí thiệt hại của con là 30k nha. Dạ. Ngon không con trai? Có gì để con mời bạn bè con qua ăn. Anh đã mỹ ghê.